tuyệt vời các bạn. Một con đẩy giá rẻ 4 kênh cho gia đình quá ngon. Chất âm mộc của đẩy chỉ có đẩy thôi nhé, không có vang, không có equalizer. Tiết chất âm mộc của nó phải nói là tiếng rất hay, đến mức vặn đến mức 12 giờ cảm giác loa rất là căng, cực kỳ căng. Đang đánh cặp loa GX của Tây Ban Nha, công suất là 450W một quả. Đấy, các bác đánh quá là khỏe luôn. Con này nó chạy là chạy MOSFET nhé, và sò đây, sò MOSFET đây, mạch có HD. Ở đời 2015, 5 con này em đang test cho một bác khách ở ngoài Quảng Ninh nhé. Đời 2015, sản xuất ngày 25 tháng 8 năm 2015. Con này là cái con bụi nhất, và vừa nãy mới tháo ra, cũng chưa có lau chùi cả. Đây, bụi cho bác này, người thấy chưa? Đấy, bụi này. Cái dòng máy này thì nó còn đẹp đến 90%. Các bác mua buôn với cái số lượng từ 5 con trở lên thì sẽ được cái mức giá rất là tốt. Còn hiện tại đang mức giá bán lẻ ra là 4.500.000, giá bao gồm phí ship. Đẹp hết nha mọi người nhé, tụ không có con nào gọi là phồng nữa, nói chung là rất là đẹp. Đẩy nó ngon hay không thì các bác phải nhìn mạch các thứ, nhìn tụ chứ nó đã phồng chứ nhé. Đây tụ chứ không phồng thế gì cả. Đẹp xuất sắc. Đây toàn những con hàng tuyển thôi. Anh em nào đặt mua buôn thì liên hệ với em 0976658815 hoặc 0925886889. Tại cái thời điểm bây giờ ấy thì nói chung cái hàng gì nó cũng đắt. Cước thì đắt kinh khủng luôn, cước về giá rất là cao. Và hàng bên kia thì nó chào cũng chẳng rẻ đi thế nào. Anh em cứ nghĩ là dịch giết các thứ là nó sẽ rẻ đi, nó không rẻ đâu. Càng ngày hàng nó càng lên, hàng càng ngày nó càng đắt, không hiểu lý do tại sao. Thế mà bán bây giờ thì cũng chẳng bán được lên cao, cạnh tranh nhau từng tí một thì bắt buộc là phải bán rẻ đi thì mới có khách. Nếu mình cứ bán cao lên thì lấy đâu ra khách. Thế nên khi các bác mua hàng thì nên tìm hiểu, lựa chọn để so sánh những cái sản phẩm nào mà cái đồng tiền nó hợp lý để mà mua. Còn anh em nào mua buôn cái số lượng nhiều, 5-10 con đấy, thì liên hệ trực tiếp với em, giá rất là tốt. Mua nẻ là giá là 4.500.000 một con, giá đã bao gồm phí ship. Mọi thấy nghe tiếng hay, con đẩy nó có hay không thì chúng ta cứ test trực tiếp đi. Yeah. Còn khi mà mình đưa qua cao vang, đưa qua equalizer thì mình căn chỉnh bát tép, mình nâng hạ lên thì chắc chắn một điều nó sẽ hay hơn rất nhiều. Còn khi mà thử trực tiếp này đấy, các bác muốn biết là đẩy nó hay không thì thử trực tiếp này sẽ biết. Mà đâu phải là con đẩy nào nó cũng ấy đâu, mình phải nghe trực tiếp mới biết được. Cảm giác cả làng nghe.